Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng lấy lại vóc dáng gọn gàng, khoe style eo thon sau sinh quý tử đầu lòng. Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn anh chồng tâm lý khi thức khuya dậy sớm phụ vợ chăm con. Dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi đại ca, vợ thủ môn vừa sinh con được 2 tuần nhưng vòng eo lại thon gọn, dường như không có chút mỡ thừa. Mất dáng sau sinh là câu chuyện làm không ít chị em phụ nữ phải đau đầu. Nhiều trường hợp mất kha khá thời gian công sức mới có thể giúp tình hình cải thiện. Tuy nhiên ngoại lệ không phải là không có. Nói đâu xa, trường hợp của DNK, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là ví dụ điển hình. Chỉ 2 tuần sau sinh, cô nàng đã quay về trạng thái hệt như thời son rỗi. Trong khi những bà đẻ ở Việt Nam thường kiên cử đủ kiểu, cứ ra ngoài là kiến cổng cao tường, thì mỹ nhân sinh năm 2000 lại trái ngược hoàn toàn. Trên trang cá nhân, cô nàng vừa cho lên sóng bức ảnh thả dáng khi diện sách đồ thể thao màu xanh nổi bật, kèm dòng caption gây chú ý. Cuối cùng cũng được mặc lại đồ của mình rồi, chúng hợp với tôi. Trong sách đồ này, khả năng về dáng nhanh như chớp của Dianca đã được thể hiện rõ mồn một. Vùng bụng phẳng lì, không có chút mỡ thừa cùng đôi chân thon gọn nuột nà, làm ai nấy khó mà tin đây là mẹ bỉm sữa mới sinh con được tầm nửa tháng. Thậm chí những vết sạn đặc trưng thường thấy của phụ nữ sau sinh cũng chẳng thể kết thân được với cô nàng. Trước đó vài ngày, Dianca cũng từng làm người người nhà nhà mắt tròn mắt dạt với style áo hở eo, quần sót khoe chân khi đưa con đi viện. Nhan sắc tươi tắn cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô nàng lại hiển nhiên là chiếm trọn spotlight. Nếu không phải bồng quý tử trên tay, ít ai có thể tin đây là mẹ một con vừa mới lên bàn mổ được 2 tuần. Từ gương mặt cho tới vóc dáng đều làm người ta phải suýt xoa. Song song với những lời khen ngợi, DNK cũng nhận về không ít bình luận kiểu như mặt phong phanh như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng vào giải thích rằng phụ nữ nước ngoài không ở cửa như phụ nữ Việt Nam. Vậy cho nên việc DNK nhanh chóng về style khoe eo thon, dáng nuột là hết sức bình thường. Người đẹp Ukraine và anh xã Bùi Tiến Dũng là hai cái tên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, đôi vợ chồng trẻ đã hân hoan chào đón quý tử đầu lòng. Từ đó đến nay, DNK thường xuyên cập nhật những hình ảnh của con trai cũng như cuộc sống của mình sau khi lên chức. Nhờ sự tận tâm của ông xã mà khoản chăm con của cô nhạy gánh hơn nhiều, có thời gian trong việc túc tát lại diện mạo sau sinh. Dianca sau thêm loạt clip ngắn ghi lại thời kỳ ở cử, lên sóng lần này không phải nàng mẫu mà là ông xã Bùi Tiến Dũng. Khoảnh khắc ghi lại thủ thành gốc Thanh Hóa mặc đồ đơn giản, nửa đêm cần mẫn thay tã cho quý tử. Chứng kiến anh xã hết lòng yêu thương hai mẹ con, Dianca sau đó bày tỏ rất cảm động, không quên gửi lời ngọt ngào đến chồng. Không ngoa khi nói rằng khả năng về dáng thần tốc của Dianca đích thị là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Về phía Bùi Tiến Dũng, ngày con trai chào đời, anh cũng có tâm sự xúc động. Trích nguyên bài đăng trước đó của Bùi Tiến Dũng. Chào con trai của ba mẹ, lúc này đây khi đã trọn vẹn mẹ tròn con vuông, ba mới có thể bình tâm để có vài lời nhắn nhủ đến con, vì ba muốn lưu giữ lại kỷ niệm đặc biệt ngày con đến với cha mẹ. Con chào đời lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022 và nặng 2,835 gram. Buổi tối trước ngày sinh con, ba đưa mẹ vào bệnh viện khám vì mẹ cảm thấy không được khỏe, huyết áp cao. Ba mẹ nghĩ đó chỉ là đơn thuần, là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường. Thế nhưng sau khi khám cho mẹ thật kỹ lưỡng, bác sĩ báo tình hình khá nghiêm trọng và phải mổ cấp cứu. Lúc đó ba mẹ thật sự rất sốc vì mẹ con vẫn muốn sinh con tự nhiên nhất và ba mẹ chưa có sự chuẩn bị gì cho việc này. Ba đã luôn muốn được ở bên mẹ con trong suốt hành trình sinh, nhưng vì đây là ca mổ cấp cứu mà ba không được phép vào. Ba chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn ekip đưa mẹ con vào phòng mổ. Một tiếng chờ đợi đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời ba. Và cuối cùng con đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh và bình an. Ba mẹ biết ơn vô vàn đội ngũ y bác sĩ đã nhiệt tình nhanh nhẹn hỗ trợ giữa đêm giúp mẹ tròn con vuông. Cảm ơn ekip nhân viên của bệnh viện đã luôn tận tình chăm sóc cho hai mẹ con trong mấy ngày nghỉ dưỡng đáng nhớ tại đây. Và cuối cùng cảm ơn con đã đến bên ba mẹ như món quà vô giá mà ông trời đã ban cho ba mẹ. Mai này khi con khôn lớn hãy cùng ba chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Ba mong con trai của ba mẹ sẽ là một chàng trai thật bản lĩnh và biết yêu thương mọi người. Ba mẹ yêu con. Bùi Tiến Dũng cũng gửi lời ngọt ngào đến bà xã.